Các nhà nghiên cứu ở trường Đại học Edinburgh ở bên Anh Quốc vừa cho biết họ khám phá được trong không phải chuỗi di truyền thể của chúng ta mà trong máu, khi họ lấy mẫu xét nghiệm máu của những người sống thọ và những người không được thọ thì họ mới thấy trong đó có hai loại protein trong máu của chúng ta. Một loại là LPA. Rất tiếc đây chỉ là cái kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm thôi. Một loại đó là VCAM1. Nói thì chúng ta biết là trong máu của chúng ta, nhưng mà khổ đó, không phải máu của người nào cũng có hai loại này hết, LPA và VCAM1. Đặc biệt họ thấy những người có hai, nếu một cơ thể con người máu của họ mà có hai loại chất đạm protein này đó, thì đa phần luôn, 90+% những người này sẽ sống thọ 90+ tuổi, 100 tuổi. Thực sự nếu mà quý vị thử máu của những người thân của quý vị mà những người đã sống trên 90 hoặc 100 tuổi đó, thì các nhà khoa học họ nói là có cơ may những người này mang theo cái chất đạm đó. Và thêm một điểm nữa đó là họ nói chúng ta sinh ra đó, một con nít sinh ra đời đó là giống như trúng số vậy. Có đứa đó thì nó lấy được cái sổ số chúng bạc triệu, có nghĩa là chúng mang trong cơ thể của chúng hai cái chất đạm đặc biệt này. Nhưng mà có những đứa bé sinh ra trong gia đình bị bệnh hay như thế nào đó và đã có không có được cái chất đạm đó. Và điểm đáng chú ý là từ cuộc nghiên cứu này, các nhà khoa học họ nghĩ đến việc là làm cách nào tạo ra được một cái chất protein tương tự như vậy. Bởi vì dựa trên protein này vào máu của cơ thể con người giúp cho người đó chống lại rất nhiều các bệnh và cái sức đề kháng của cơ thể con người đó nữa. Và đó là cuộc nghiên cứu. Họ nói rằng việc khám phá này là một điểm vô cùng quan trọng để tìm hiểu làm thế nào để con người sống lâu, sống thọ trong tương lai nhiều hơn nữa.